em gái kéo xịt tia ba lô lại mất cái điện thoại bây giờ, đúng không? Cẩn thận nha. Ví dụ mà em ăn hết cấp độ 10 có chương trình khuyến mãi tặng quà gì, ưu đãi gì không vậy? Dạ em tặng anh luôn 2 tô mì luôn. Tặng. Vương xin chào cả nhà đã đến tới video của Vương. Vương chúc cả nhà một ngày mới vui vẻ và hạnh phúc trong gia đình nha. Ngày hôm nay là trên cái con đường này là đường 21 tháng 8 là cái quán mì cây mà lần hồi bữa Vương ăn review á, Vương cũng ghé lại thăm để hỏi thử là ở đây là bán như thế nào, nó có đông khách hơn hay không nha cả nhà nha. Hôm nay là sinh viên nó đang trở về rất là đông. Nhưng mà một điều hôm nay là chào các con, hôm nay là Vương có một khách mời là ăn mì cay cấp độ cao nhất luôn ở Phan Rang này. Đây là bạn đó, vô đây là bạn của Vương đó. Tên là, xin giới thiệu họ và tên và tuổi luôn. À, mọi người cứ gọi mình là anh Tử nha. Xin chào tất cả mọi người. Anh gì? Anh Tử. Anh Tử. Dạo này có kênh gì không? Chưa. Hôm nay thì Vương sẽ dẫn bạn này ăn thử thách một cái món mì cay cấp độ 7. Cấp độ max. Max, gọi là cấp độ maximum. Hôm nay thì ở đây con đường này rất là náo nhiệt. Thì cái sau lưng của Vương là cái quán đó thôi. Thì cả nhà hãy đi theo Vương và hai anh em Vương. Nhưng mà một điều nữa là em Ngọc hôm nay là em ấy ăn chay, không vô cái video này. Cả nhà hãy thông cảm cho Vương và em Ngọc nha. Và mấy anh em mình, let's go nào. Nay là ăn cái món mì ở đây nó rất là ngon luôn. Ngon nhiều lắm. Đây thì là cũng là một cái sinh viên. Đó, sinh viên cũng học về. Đói bụng quá thì cũng vào đây ăn thôi, không có gì hết cả. Thì bây giờ mình tấn công, mình cũng phải gọi là một cái xếp hàng theo cái thủ tục là tầng ngờ mua cả nhà. Thì cứ mua tự nhiên đi em. Hình như là người ta mang về thì mình tấn công, mình vô trong luôn đi. Ok ha. Em gái kéo xịt tia ba lô lại mất cái điện thoại bây giờ, đúng không? Cẩn thận nha. Đây thì bây giờ mình tấn công qua bên đây là, ô em chào chị, lâu quá chị em mình gặp lại đúng không chị? Dạo này kinh tế buôn bán đắt không chị? Dạ cũng đông anh à, đông bình thường à, tại quán em okay. Bán đông mà. Rồi ok. Dạ. Thì bây giờ cho em ở đây là mình có mì của nó là cao nhất, cây cao nhất là cấp độ mấy chị? Dạ, có tú thì có học sinh nó vô nó ăn, có khi là ăn cấp 10 cũng có nữa. Nè, cấp 10. Dạ, ở đâu vậy? Dạ, ốt em là ốt xay á. Ốt này ốt xiêm xay luôn á, không có bỏ cái người gì hết á. Cấp độ 7 mình cấp độ 10 luôn. Dạ. Tụi nó ăn ốt á, tụi nó ăn cay lắm. Rồi ok. Ví dụ mà bạn ăn cấp độ 10 ăn nổi không? Bình thường không ạ? Bình thường. Bây giờ là cấp độ 7 là nổi tiếng nhất ở Sài Gòn rồi cả nhà. Thì bây giờ là mình ở Phan Rang mình có cấp độ 10. Hiện tại ở thành phố Phan Rang Tháp Chàm, đường 21 tháng 8. Đó, thì ở đây là cái con đường này thì hồi bữa là cái clip trước là Vương cũng chỉ rồi. Đó. Bây giờ chị cho em 1-2 tô cấp độ 10 nha. Và ví dụ mà em ăn hết cấp độ 10 có chương trình khuyến mãi tặng quà gì, ưu đãi gì không vậy? Dạ em tặng anh luôn 2 tô mì luôn. Tặng 2 tô mì luôn? Dạ. Được không? Tặng 2 tô mì luôn kia à? Được không chị? Được. Là ăn coi nha. Là ăn hết tô nào là tặng tô đó hả? Dạ đúng rồi, ăn hết tô này em tặng tô đó luôn. Rồi ok, làm cho em 2 tô mì luôn nha. Dạ.
Rồi ok. Thì cảm ơn cả nhà. Ở lộn, cảm ơn bà chị rất là nhiều. Là cái chương trình này là Vuông sẽ ăn cái thử thách. Hồi đó giờ ăn được cái nào, hồi đó giờ là mình ăn cấp độ 2 thôi. Là mình rất là cay rồi, cay lắm luôn rồi. Là mình không có ăn nổi, nhưng mà bây giờ phá kỷ lục ăn cấp 10 thử như thế nào. Thì tại vì trước giờ mình muốn ăn mì cay bao giờ, để coi thử coi. Luôn hả? Chưa ăn, à, chưa thử coi. Tại vì ở Sài Gòn á, là nhiều khi người ta ăn mì cay á, nó cay mà nó khóc ra nước mắt luôn. Là cấp độ 7 thôi nha. Cấp độ 7 thôi nha. Này là cấp độ 10, gần gấp đôi của 7 luôn. 10 luôn, gấp đôi luôn, gần gấp đôi luôn. Giống như là ớt nó nhiều hơn mì á. Ớt nhiều mì. Gọi là mì mì ớt. Đúng rồi. Thì bây giờ mình kiếm cái bàn nào mình ngồi. Ủa chị, mình ngồi cái bàn này được không chị? Rồi, bây giờ là hiện tại giờ bàn nó hơi ít, thì mình chờ tí xíu nữa thì mình ghé vô ăn. À, mình di chuyển qua đây luôn, tại buổi chiều là mình ăn ở đây. À, đây là cái khu vực này là của mình luôn hả? Rồi. Ok, rồi bây giờ mình ngồi đây này, mình ngồi đây đi. Hai mì cây cấp độ hết cỡ maximum cho em. Hai tô thôi. Rồi rồi, em cảm ơn rất nhiều. Dạ một gói thôi. Dạ. Có ớt thì lấy ớt thêm giùm được nha. Để bên đi. Em ớt cay à? Không có ớt cái hả? Không, bên em không có ớt cái. Rồi ok, cảm ơn. Ui mát sữa bông rồi mà ba cũng còn thêm nữa hả? Không, sợ không có cay. Sợ không cay. Sợ không cay. Wow, cứ dần té em. Sơ sơ vô tí xíu. Lắc cái ghế. Ờ đúng rồi. Thì cái cảm giác mà mình kêu là ăn cấp độ 10 là mình gọi là kinh luôn á cả nhà. Cái đầu óc là bây giờ mình bối rối là mình có thể là mình nên ăn hay không nữa đây này. Đó. Nhưng mà này là kêu thêm ớt nữa. Gọi là hôm nay là mình gọi là một cái sát thủ, là mời anh này là sát thủ cũng là ăn chuyên cây. Nhưng mà hồi đó giờ là mình có làm cái clip nào ví dụ là TikTok hay là gì ăn cây gì chưa? Chưa. Chưa luôn. Chưa. Wow, mà bữa đây mà phá kỷ lục ăn cay dữ vậy luôn. Tại vì bình thường muốn vậy đã ăn cay rồi chứ không là chưa ăn mì cay thôi. À, ăn cay rồi mà chưa ăn mì cay. Ừ. Nhưng mà không biết là được cái mì cay nó sẽ cay đến mức độ nào. À vậy hả? Đó. Ừ. Thì mình cũng muốn thử thôi. Rồi ok. Thì hôm nay thì mấy anh em mình tới đây ăn thì lâu lâu rủ được người bạn, mà bạn này ăn cay cực kỳ kinh khủng luôn nha cả nhà nha. Và cả nhà hãy đón xem, hãy cho anh em của Vuông một cái like, một cái đăng ký và một cái chia sẻ để cho Vuông nhanh chóng đạt được 10.000 người đăng ký nha. Và có một ông anh thì cũng nói Vuông ơi hãy ăn cay cấp độ 7 đi, nhưng mà anh trai ơi, người bạn của em ăn cấp được 10 luôn, đỉnh hơn ở Sài Gòn luôn cả nhà. Đó, nhưng mà có khắc phục được hay không là ảnh nha cả nhà nha. Còn Vuông á là sẽ ăn cũng giống như cấp độ 10 luôn, giống như là hai anh em ăn thử là cái thử cái chinh phục này nó như thế nào. Và mình chờ tí xíu nữa là mời ra rồi mình sẽ review cho cả nhà đều xem. Và đó, đây học sinh nó lại vô nữa này cả nhà, rất là nhiều luôn. Đó. Và buổi chiều là có bán thêm bánh mì, vịt lộn, các kiểu luôn cả nhà. Bây giờ mình chờ tí xíu nha cả nhà nha. Ủa chị, đây là cái mì này là cấp độ thứ mấy chị? Em không biết nữa, không biết nó làm để em xíu em hỏi hả? Thì anh nói là maximum gì đó. À maximum đúng không? Maximum nãy em hỏi rồi mà sao không biết là được. Dạ, maximum gì hôm nay là mình ở Sài Gòn, mình nhắc lại cái nhẹ nha, ở Sài Gòn là ăn cấp độ 7 là quá là đỉnh, là hết cỡ rồi cả nhà. Hôm nay là ở đây là gọi là cấp độ 10, là lần đầu tiên là Vuông nghe được cái cấp độ 10 này, là gọi là maximum này luôn á cả nhà. Là ở Sài Gòn chưa được thưởng thức cái mùi vị cỡ đây. Và ở đây này
thì có xúc xích này, cá viên chiên này, trứng cút này và hai con tôm và rau cải này. Ồ, và cái này mình thấy là ốc nó nhiều hơn mì luôn á cả nhà. Đó. Bây giờ hôm nay là bạn này là ăn cái thử thách 10k. Thì bây giờ hôm nay mình sẽ tặng cái mic này cho bạn luôn. Ok. Đó. Rồi ok. Rồi, bây giờ mình xin mời cả nhà hãy cùng ngồi lại. Đó, rồi ok. Cùng cái mùi ớt nó dậy lên luôn này mọi người, anh em của Vuông nha. À, bây giờ Vuông sẽ để mình review lại coi. Cái miếng nem nè, miếng xúc xích thích nè. Wow. Báo thử một miếng thôi nha cả nhà. Rồi, xin mời bạn. Hấp thử miếng nước nha. Bây giờ hai anh em của mình sẽ mùi ớt mà nó đỏ chét luôn nè. Thiệt sự. Quay toàn cảnh cái tô luôn em. Toàn đó. Cảnh mấy cái tô này. Cái màu sắc á. Đó, cái nước ớt nè, thấy chưa? Wow. Rớt quá trời luôn. Rồi. Xin mời bạn luôn. Hấp miếng nước nè. Ổn không? Thấy cũng được. Nhưng mà nó hơi chua, tại vì mình đang không ăn được chua. À, chua rồi tôm ớt. Rồi, bây giờ mình cho thử ra. Rồi, ok. Thử ra. Xin mời, mời cả nhà nha. Lần đầu tiên Vương ăn luôn cái cấp độ 10 luôn cả nhà. Wow. Nó miếng là nó rất là thay luôn cả nhà. Cái hộp giấy đâu rồi cô? Cái này nói chung là cơ bản là cũng không có cay lắm nhưng mà thấy nó chua nhiều hơn. Ừ. Nếu mà đối với những bạn nào mà không ăn được cay á thì thật sự ăn cũng không được thiệt. Còn những người nào mà ăn đã được cay rồi á thì cái này nó thấy cũng bình thường. Sao bạn Vương? Cay quá. Ừ, cay quá hả? Hết tô nổi không? Mới ăn có mấy miếng mà đổ mồ hôi luôn rồi, muốn đổ mồ hôi luôn rồi. Hết tô được không? Hên xui. Hên xui. Đầu táo. Mình anh trai hãy nhớ là cái gì Vương đã thử thách cho anh trai xem nha. Và có người cao thủ sát bên nữa. Rồi. Ăn thôi mọi người ơi, mời mọi người. Ngon, cam. Thường á mình ăn mì cay á mình thấy á người ta nấu bằng cái nồi này nè, nước nó rất là nóng nhưng mà thật sự á cái cay nó chả bao nhiêu hết á mọi người. Cái này nếu mà bỏ ớt vào thêm á mình nghĩ mình vẫn ăn vẫn được. Vậy không ghê vậy em? Ớt trái nó sẽ mình nghĩ sẽ gọi là nó cay hơn là cái ớt của quán này nè. Wow. Ăn mà muốn sụp mặt luôn này cả nhà. Lấy toàn cảnh luôn nha, hai anh em luôn. Bạn Vương cứ bình tĩnh mà ăn. Từ từ nó cũng hết tô thôi à. Thấy cũng bình thường quá. Xin mời cả nhà nhé. Nghe nói ăn hết tô này á là bà chủ miễn phí luôn, ăn miễn phí luôn mà phải hết tô. Kêu bà chủ ra luôn. Kêu bà chủ ra luôn hả? Kêu bà chủ ra. Chủ đang, bà chủ đang đông khách lắm. Thì cái đó là một cái thử thách đó cả nhà.
nhưng mà Vương mới ăn có mấy miếng là nói chuyện hết não luôn cả nhà. Rồi Vương xin mời cả nhà nhé. Cái này nó hơi cay nhưng mà nó cũng hơi ngọt, theo với vị của mình là thấy hơi ngọt. Bạn Vương thấy vị sao? Mặn ngọt. Giờ là nó cay mà mình đến nỗi là không tả nổi được cái mùi vị nó như thế nào luôn. À là chỉ thấy mùi cay thôi, không có. Không có mùi vị gì luôn. Gọi là nó cảm biến cái lượng mình không có nếm được cái gì luôn cả nhà. Ồ, Vương xin mời cả nhà nha. Miệng mèn Vương đỏ hết, mặt đỏ hết luôn. Quá bò bò luôn rồi cả nhà. Rất là phê. Tôi xin mời cả nhà nhé. Cây bạn Vương nên uống trà sữa đi cho nó đỡ cay. Trà sữa, cho 3 ly trà sữa đây. Dạ, 3 ly trà sữa. Rồi ok, tốc hành nha, tốc hành nha, chịu hết nữa rồi. Chữa cháy thôi cả nhà. Mì cay khá là ngon. Cay quá, đạo quá. Phê. Mình ăn là mình không nên bỏ phí cả nhà. Nhưng mà đưa cho mời cả nhà nha. Wow. Ở dưới đáy toàn là hột, hột ớt không luôn á. Ăn hột ớt nhiều á mọi người, nhớ đừng ăn hột ớt nhiều nha. Ăn hột ớt nhiều nữa đầu dạ dày lắm luôn á. Thank you.
hay quá, nói không nên lời luôn. Mình khóc luôn rồi cả nhà. Buồn làm chi em ơi. Cứ từ từ bây giờ mình hấp hết nước nữa. Cứ mày cứ tự nhiên đi. À mày cứ tự nhiên. Và là một cái vấn đề là cây không nói lên lời luôn cả nhà. Thì ở đây thì người ta chỉ ăn cấp độ 1 và 2 thôi, và cao nhất là 3. Nhưng mà bây giờ là hôm nay là chơi một cái vấn đề là cao cấp độ 10. Chị ơi, chơi một lần xong luôn rồi đó chị. Rồi xin mời bạn. Cây không cây không anh? Cây. Nhưng mà bạn này nói là không cây. Bạn này nói không cây hả? Ờ. Có ớt tươi nó ngon hơn. Không, không, bên em không có xài ớt tươi anh à. Tại bên em bị cây mà đâu có xài ớt tươi làm gì đâu. Giờ cây quá mình phải chinh phục cái hàng này thôi cả nhà. Gọi là trà sữa là mình ăn giảm cái vị cây cả nhà. Ở dưới toàn hột ớt không cả nhà. Nhiều cây muốn muốn hấp nước mà hột ớt không mà sợ về đâu dạ dày thôi. À thiệt sự luôn á, ớt không hột ớt không luôn ớt không à. Vậy là hết rồi. Còn vuông á thì còn tí xíu này. Thì tí xíu thì nó chỉ cũng mấy cái rau tí xíu thôi. Còn tí xíu thôi mì rồi hết rồi cả nhà. Thì này là anh bạn này là đã chinh phục hết. Nhưng mà rồi vô à? Dạ, vô. Vô à, chúc mừng bạn đã thành công và ăn một tô miễn phí. Một tô miễn phí hả? À, một tô miễn phí là miễn phí là chủ quán kêu là ăn xin phục hết thì sẽ được miễn phí. Ok. Đó, nhưng mà mình ăn còn tí xíu rau, không biết có được miễn phí hay không. Rồi, Vương xin mời. Mời. Rồi, mời caramel uống luôn nha. Đưa em. Để mình review cái nước này đã là cho nó giảm cái độ cay đi. Rồi Vương sẽ nói cho cả nhà tiếp nha. Rồi ok, cảm ơn bạn rất là nhiều. Và cho mình xin lại cái mic. Khi mà mình uống ngọt vô mình ăn cay nóng lại nó đã đã. Đã hả? À? Phải không? Để mình thử cái ra. Wow, có tê cái miệng luôn chứ tả gì đâu. Ông bạn này ông chơi mình. Và mình hãy lên cái tô này lên coi thử để cho cả nhà xem. Đây, cả nhà hãy xem hai anh em mình đã ăn hết nghiêng cái tô luôn, nghiêng cái tô tí. À, đã ăn hết hai, còn Vuông thì còn tí xíu rau, còn anh bạn này là ăn hết chỉ còn hột ớt thôi cả nhà. Uống hấp hết nước mà. Thì nói chung là anh bạn này là chinh phục quá đỉnh. Vương nói chuyện hết não luôn cả nhà. Thì chị ơi, bây giờ đây là bà chị đứng đây này chị, đứng đây này chị. Vì ví dụ là bà chị kia là nói là ăn hết cái tô mì này. Là bây giờ cái này là có công gọi nhận là hết không chị? Hết là hết bao gồm là nước luôn á. Nước này hột ớt sao uống đâu bao tử sao? Nghe không? Giống mấy bây giờ mình cho em mượn cái rây đi để em rây cái hột ớt ra mà em đóng nước không? Thì Vương nói vui vậy thôi cả nhà. Thì Vương cũng vẫn tính tiền cho bà chị. Thì nói chung cái kinh doanh mình bán á thì nó chỉ lời lãi có vạt nhiêu đâu. Thì đã bán cái lời đường này rồi thì chỉ là thử thách vậy thôi, nhưng mà chị không lấy tiền, em vẫn tính tiền cho chị đó. Không, bên anh à, bên em không có tính tiền cho bên anh thiệt á. Không, nhưng mà em tính không. Giờ chị không, bây giờ em không có tính thì anh vẫn tính cho em, hiểu không? Anh chỉ còn miếng rau nữa em, nhưng mà nói hết não luôn, muốn khóc luôn. Giờ nó lẹo lửa luôn rồi cả nhà. Thì bây giờ cho này là cấp 10 luôn, hồi nay bà chị nói là cấp 10 luôn, gọi là chinh phục. Tại vì sợ nghĩ là cái này em đúng cấp chưa chị? Em nghĩ luôn, em chắc là đúng luôn hả? Chưa luôn anh nè. Hột ớt không này em này, đây nè. Hột ớt không à? Hột ớt không. Bữa sau á đúng là cấp 10 luôn. Bữa sau mình làm mình lấy hột ớt ra. Anh nói với em này nè,
Cái này là anh dòm thấy ốt nó nhiều hơn mì luôn. Bây giờ cho anh xin phép tính tiền 2 tô và 3 ly trà sữa. Dạ, 2 tô của anh mỗi tô là 25.000. Ok. Là 25.000. Quen rẻ quá. Rồi. Bán nhiều biết có lời không? Ừ, 80.000. Thôi, cứ lấy thoải mái đi. Dạ gì đấy, nó có tiền nha. Rồi ok. Thì mình á là mình phải gọi là mình ăn miễn phí á thì tội người ta quá, đúng không? Gọi là đây là một cái thử thách cho nhà ở đây. Ví dụ tất cả anh em ở Sài Gòn hay là những anh em chinh phục độ cây đó, hãy tới cái khu vực địa điểm ở đây thì Vương sẽ review cái địa điểm ở đây cho rõ ràng cho cả nhà đều xem đó. Thì hôm nay á thì ở đây á là hộp đó là Vương làm cái quán miếng ăn á là ở bên cái sát ngay chỗ cái chiếc xe bán luôn, nhưng mà ở đây là buổi chiều là lan tàn qua đây luôn, thì học sinh những em gái xinh xắn thì ăn uống nó rất là đông đen, học sinh đồ rất là nhiều. Thì hôm nay á là Vương đang đứng, Vương nói rõ lại cái địa chỉ nha. Vương đang đứng đường 21 tháng 8, thì cái khu vực ở đây là ngã năm Phú Hà, chạy thẳng vô cái con đường này, chạy thẳng vô là trung tâm thành phố Phan Rang Tháp Chàm. Thì cái đường 21 tháng 8 thì cái biển là mì cây gì bui bui gì đó hả, kiboy hả, tại Vương không có rành cái tiếng Anh lắm đó. Thì cảm ơn ông bạn rất là nhiều đã ủng hộ cái video và đồng hành với Vương đó, và cảm ơn cả nhà đã theo dõi cái video của Vương, và Vương rất cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Và hãy để lấy cho Vương một cái like và một cái đăng ký và một cái chia sẻ để Vương có một cái động lực Vương ra nhiều cái video nữa, và cả nhà hãy thử thách, và nếu mà thử thách cho Vương thì hãy ủng hộ và chia sẻ rộng rãi cái những cái video của Vương ở đây. Và Vương rất cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Và bây giờ xin tạm dừng video và bye bye.